Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Bây giờ mình xin thời sự với mọi người một chủ đề rất nóng bỏng đó, đó là chủ đề nước Mỹ sắp mở cửa. Hay nói chính xác hơn tiểu bang Georgia sắp mở cửa chứ không có liên quan gì tới phần còn lại nước Mỹ hết. Phần còn lại nước Mỹ là thường là theo dự tính hiện giờ là cỡ giữa tháng 5 nhưng mà tới khi giữa tháng năm sẽ xem tình hình dịch bệnh các số ca lây nhiễm số ca tử vong để mà quyết định có nên kéo dài thêm nữa hay không chứ cũng chưa nó chưa có nói chắc được nữa nhưng mà riêng tiểu bang Georgia thì đã có ông thống đốc tiểu bang đã lên TV thông báo là thứ sáu tuần này hiểu không và dạ, là bắt đầu mở cửa tàu tập phòng tập thể dục chỗ bowling chỗ uh, neo tóc uh, gì nói chung là đại khái là mở cửa lại hầu như là toàn diện luôn đó mặc dù ông kêu mọi người vẫn giữ phân cách xã hội nhưng mà cái đó là cái chuyện của ông mọi người nó nhớ là gì à, ông um, Brian Kemp tức là ông thống đốc của bang Georgia à, Ông mới có làm thống đốc có 2 năm hả không? Và 2 năm sau là tới phiên ông ra ga... tranh <laughs> cử nữa Thành ra ông bây giờ cũng cái mà kinh tế mà đóng cửa càng lâu chừng nào thì nó càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng thành ra ông rất là nóng lòng mở cửa phải không và nói tới cái vụ mở cửa này thì các chị rất nhiều anh chị là chủ tiệm nail ở bang Georgia thì rất có rất là mừng gỡ rất là mừng gỡ là à, tại vì họ được mở cửa phải không và họ nghĩ là họ sẽ hốt được tiền thành ra mình mới nói cái vấn đề mắc cửa chỗ này nè phải không trước tiên á không có hốt được tiền gì đây hết á ok không có hốt được tiền gì hết tại mọi người nên nhớ đây là gì cái quyết định mà mở cửa đó là ông thống đốc uh, ông, uh, của bang Georgia, ông Brian Kemp ông quyết định còn người dân người ta có quyết định xài tiền hay không là cái quyền của người dân ha không? chứ không phải tự nhiên mở cửa cái là người dân người ta uh, túa cái đường ta xài tiền không có không còn người dân mỹ người ta biểu tình hay gì á hai người dân cho rằng người ta biểu tình á là tại vì người ta muốn đi làm chứ lại người ta muốn có chỗ người ta đi làm người ta muốn có chỗ người ta kiếm việc làm ta muốn có chỗ để người ta kiếm tiền chứ người ta không có muốn có chỗ để người ta đi xài tiền cũng như là bị lây bệnh mọi người hiểu không mọi người tương tự là các anh chị Việt Nam người người Việt Nam sợ bệnh Sợ bị lây bệnh thì người Mỹ họ cũng sợ bị lây bệnh nha, đúng không? Đâu đâu có ai mà không sợ bị lây bệnh. Thành ra không có chuyện là tự nhiên mở cửa họ túa ra họ xài tiền. Thành ra mình thấy cái kiểu mà mừng gỡ của mấy anh chị Team News đó là nó hơi hơi thái quá ha. Thái quá là tại vì giống như, tại vì mọi mấy người đó họ nghĩ là họ khi mà mở cửa là giống như là tiền sẽ vô vậy đó. No, tiền nó không có vô, thấy không? Mà nhiều khi cái khác nó ra nó công chừng đó. Thấy không? vì ví dụ như mà mọi người mở cửa đi, mọi người mở cửa xong mọi người trang bị mấy cái tấm à, mũ mà trắng, <laughs> bọt hắt xì, hắt hơi về của khách này. Nhưng mà vấn đề là khách người ta có dám làm không? Mọi người tưởng tượng nếu mà nó mở cửa đi, mọi người có dám đi ra đường mà mọi người ăn uống, hay là vui chơi, hay là đi coi phim, hay là đi à, tập thể dục, massage, đồ giống như là hồi lúc trước không? Không bao giờ. Đây, cái đó là tiếp xúc quá gần. Ok, chỉ cần một người nào trong cái khu vực đó mà họ hát xì ho ho hay mà họ bệnh một cái thôi là mọi người lập tức bị phơi nhiễm liền hay thậm chí là những cái gì mà họ đã cầm đụng tới nó cũng còn dính virus nữa hay thậm chí là tiền họ cầm đó không? giờ họ trả tiền đó nó cũng hai cái thẻ tín dụng đồ đó nó cũng dính virus nè về mọi người nghĩ nó có nhiều vấn đề lắm không? chứ không Và nước sơn rồi nói chung là và cái chỗ họ ngồi nè rồi cái toilet rồi cái bàn cái ghế ha rồi cái bảng giá bảng hiệu nữa. nói chung là hàng trăm thứ có thể dính virus để bây phơi nhiễm cho tất cả mọi người chứ không có riêng ai hết ha thành ra mọi người có thể kỹ một lúc nào đó nhưng mà cũng sẽ có một cái lúc nào đó mọi người bị sơ ý và khi đó virus nó sẽ xâm nhập vô cơ thể mọi người nó sẽ phơi nhiễm mọi người và khi đó mọi người có nguy cơ đổ bệnh và khi đó mọi người sẽ có nguy cơ là không xài tiền mà không xài tiền được là mọi người hiểu vì sao không xài tiền được rồi đó ok Thành ra mình thấy có trường hợp đó là mừng nó hơi sớm á Thay vì người ta cứ từ từ à, Để cái ông Brian Kemp đó là ông thống đốc bang cho trà đâu Ông muốn nói gì ông nói đi ha ông Ông muốn mở cửa hay gì mặc kệ ông đi ha Người ta cứ từ từ để xem tình hình nó khi nào nó an toàn người ta mở ha, Đâu có đâu có ai mà dành Khách nó cũng đâu có chạy đi đâu cũng đâu có ai dành giật gì đâu ha, Đâu có ai cấm cản gì đâu Mọi người nên nhớ mục đích của kiếm tiền là gì Là để xài tiền Chứ nếu mọi người kiếm tiền mà mọi người có nguy cơ đổ bệnh hay thậm chí nguy hiểm tới tính mạng tại vì cái cái dịch bệnh này nó không có thuốc trị, nó cũng không có thuốc ngừa luôn. Vậy mọi người nghĩ cái, cái 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 kiếm tiền đó nó còn ý nghĩa gì không? Nó tới đây là kiếm tiền là để để làm gì có đem theo được không? Dĩ như là không có đem theo được rồi đó. Vậy mọi người nghĩ mục đích kiếm tiền khi đó của mọi người là tức là vô nghĩa. Không, à, thành ra là mình nghĩ là các anh chị đó đã mừng hay sớm rồi đó. Không, à, nếu thành ra mình chỉ khuyên mấy anh chị đó là từ từ đừng có mở sớm nóng vội ok nếu không là hối hận sẽ muôn màng tại vì à, một khi đi rồi là đi luôn ok thôi à, chúc anh chị may mắn nha thank you bye bye nào